Chào mừng các bạn yêu hòa đến với kênh Rose Style Podcast. Nếu các bạn đã lắng nghe những tập podcast trước của Rose thì các bạn cũng có thể hình dung ra những kiến thức cơ bản về những phong cách hoa thuộc trường phái cắm hoa châu Âu phải không? Hôm nay thì Rose muốn đem đến cho các bạn một cuộc trò chuyện mà Rose rất là mong chờ đến từ một nghệ sĩ mộ đạo thuộc phong cách cắm hoa English Garden. Đó chính là Huyền Nguyễn và cũng là nhà sáng lập của The Mew Class, đồng thời là giám đốc sáng tạo của thương hiệu hoa In Bloom. Chào Huyền, cảm ơn em đã nhận lời mời tham gia podcast của chị ngày hôm nay. Xin chào chị Rose Cao và xin chào tất cả các anh chị em, các bạn đang lắng nghe podcast lần này ạ. Huyền có thể giới thiệu thêm cho thính giả của kênh Rose Cao Podcast một chút về em không và công việc hiện tại của em? Dạ, em hiện tại thì em vẫn luôn nhận với mọi người bằng một cái danh xưng rất là dễ nhớ và thân thiện, đó là một cô giáo dạy cắm hoa. Bởi vì là công việc mà em đang dành nhiều thời gian nhất vẫn là đang đào tạo, dạy các lớp cắm hoa, kể cả hoa lụa và hoa tươi dành cho học viên không chuyên, đó là các chị cắm hoa nội trợ tại nhà, và kể cả học sinh chuyên nghiệp mở shop. Ngoài ra thì em còn đang là giám đốc sáng tạo và là đồng cổ đông của một thương hiệu hoa lụa cũng khá là nổi tiếng tại Hà Nội, đó là In Bloom ạ. Cảm ơn Huyền. Em có thể cho mọi người biết thêm một chút là cơ duyên nào đưa em đến với cái lĩnh vực hoa thiết kế này không? Đặc biệt là hoa lụa. Dạ, thực ra thì yêu hoa, tất cả những cái người mà làm việc trong ngành hoa thì em biết là đều phải đến từ tình yêu hoa, thì với em cũng vậy mà thôi. Đấy là từ nhỏ thì em cũng đã thích hoa rồi, bởi vì là gia đình em ấy, bố mẹ em thì trồng hoa tươi để bán từ hồi em bé tí, em vẫn theo bà làm ngày dặm bột này, vẫn hái hoa cúc, hoa thực dược, hoa hồng ở vườn, xong đạp một cái xe đạp cả tà ngày xưa ấy, đi cùng với bà em ra chợ để bán hoa. Bố mẹ em thì còn làm thêm cả những cái sản phẩm ngày xưa, cái hồi ở ở địa phương em thì nó không có những cái bó hoa cưới đẹp như bây giờ đâu ạ, mà làm bằng giấy ấy, hoa giấy làm hoa cưới rồi trang trí trong nhà. Thì nghề trong gia đình nó ngấm vào mình ấy, nên là mình rất là thích hoa từ bé. Sau đó là khi mà lớn lên đi học đại học thì em vẫn cứ làm hoa cho các bạn đặt tặng, cứ rảnh thì làm thôi, và cũng không nghĩ là mình có một ngày mình sẽ theo hoa chuyên nghiệp. Cho đến khi mà em sinh em bé đầu tiên xong và kết thúc cái công việc làm ở Đài Truyền hình Việt Nam, thì lúc đó là nó không còn những cái chương trình mà hay và nhiều đam mê như là trước đó nữa. Em quyết định là rời vỏ Đài Truyền hình Việt Nam. Thì có một cái sự tình cờ, chị giám đốc của Hoa Lụa In Bloom có mời em về và để trao đổi, thì sau đấy thì thất thấy rất là hợp và có mời em ở lại làm giám đốc sáng tạo luôn. Và cái câu chuyện của em đến với hoa thì nó rất là đặc biệt, bởi vì là ngay lập tức từ không chuyên em trở thành một giám đốc sáng tạo. Lúc đó là cái thương hiệu hoa lụa gần nó mở lớn nhất Hà Nội mà không qua một ngày nào làm thợ, không một ngày nào làm thợ phụ. Nên là em làm như thế nào? Sau khi mà chị ấy xem những cái sản phẩm của em cắm rồi, là em cũng trước đó em cũng rất hay DVM cho các cái cửa hàng bày biện, thì em có bày biện sắp xếp tại cửa hàng đấy luôn. Và sau đó thì cái bộ ảnh mà chụp In Bloom nó rất là nổi tiếng, là cái sắp xếp cái bố cục cửa hàng rồi mọi thứ nó rất là đẹp đó. Thì sau đó là chị giám đốc, chị Hà giám đốc có mời em ở lại làm giám đốc sáng tạo luôn. Và từ đó cho đến bây giờ tầm 8 năm mà làm việc trong lĩnh vực hoa. Và thật ra thì làm việc với hoa lụa thì nhiều hơn, còn hoa tươi thì mới khoảng 2 năm trở lại đây thôi ạ. Vậy thì em có thể chia sẻ là cái cách mà em gọi là như thế nào, học hay là định hình cái phong cách của em không? Thật ra thì không phải là chưa có kinh nghiệm, mà bởi vì là em chưa từng làm theo kiểu là thợ chuyên nghiệp ở đâu thôi. Okay. Chứ còn tất cả các tác phẩm mà mình làm thì cho đến cái thời điểm đó nó đã quá nhiều rồi. Nhưng mà mình chỉ làm dưới cái cương vị đó là cá nhân và part time, là các bạn có đặt hàng thôi. Còn em học thì vẫn là học qua internet, tự học nhiều hơn. Và ngoài ra thì em có một cái ngành tay trái, nó liên quan rất nhiều đến hoa, đó là em là stylist về đồ, stylist về decor. Và em có một cái team các bạn, là một bạn thân của em làm kiến trúc sư rất là giỏi, và em thì chuyên stylist. Có một số các bạn khác ở bên thi công, nên bọn em đã từng decor rồi thi công rất nhiều những quán cà phê, nhà hàng, và sắp xếp cho các cái shop, kể cả là shop đồ chơi, shop phụ kiện, rồi có những cái góc hoa hoặc là có những cái góc thi công ở đó. Thế nên là những cái sản phẩm của mình làm thì rất là nhiều rồi. Thế nên là lúc đó mà khi mà bắt tay vào In Bloom mời một cái là em có thể ngay lập tức em làm decor luôn cho cả một cái shop lớn như vậy và lên sản phẩm luôn, thì nó không có va vấp gì cả, vì mình làm rất nhiều rồi. Ok,
Vậy là đã có kinh nghiệm thực chiến rồi đúng không? Từ từ stylist mà Đúng mình chuyển qua rồi. thì nói chung là mình đã biết được là mình muốn cái gì. Đương nhiên là sẽ không dễ để một thương hiệu lớn người ta vừa mở mà người ta ngay lập tức người ta mời mình về làm giám đốc sáng tạo. Vì thế nên cả quãng thời gian trước đó mình phải có một cái profile sản phẩm mà lúc đó mình show cho họ xem là họ phải wow rồi. Nên là nó cũng sẽ rất là dễ hiểu thôi, vì không thể nào mà người ta mời mình khi mà người ta chả nhìn thấy cái sản phẩm của mình chưa giờ có sản phẩm mình làm thì không thể nào họ mời mình được. Thế nên là với các bạn mà đang từ làm florist không chuyên mà muốn bước qua cái lĩnh vực này thì cũng hoàn toàn có thể như em, nên là cũng cứ tích lũy dần dần đi, đừng nghĩ rằng là mình phải làm những cái gì to tát, mà mình cứ làm hàng ngày thôi. Mình có thật nhiều cái tác phẩm chụp lại xong rồi lưu lại những cái mà mình đã làm thì rồi sẽ có đến một ngày mình sẽ có cơ hội để sử dụng chúng như vậy. Hay quá, hy vọng các bạn ấy cũng sẽ nghe theo lời khuyên của em qua khi mà các bạn nghe cái podcast này của hai chị em mình. Chị thấy là Huyền đi theo cái phong cách English Garden đúng không? Phong cách cắm hoa, khu vườn Anh Quốc. Vậy thì làm thế nào để em định hình được cái phong cách này mà nó xuyên suốt từ cái lúc mà chị biết Huyền đến tận bây giờ luôn ấy, là em vẫn bám theo cái phong cách này. Em thích cái trong 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 khi mà làm cái in bloom là cái mà cho em rất nhiều cái cơ hội để em có thể thử sức mình với đủ mọi loại phong cách hoa. Bởi vì là tính đến nay thì cái sản phẩm hoa lụa em cắm đã lên khoảng tầm 6.000 sản phẩm rồi. Khi mà nó đưa ra cho người tiêu dùng và nó đưa ra thị trường thì em có cực nhiều những cơ hội để em có thể thử mọi cái phong cách vào đó. Em và hoa lụa lại hơn hoa tươi cái là lúc nào trong cửa hàng em cũng có khoảng hơn 1.000 loại hoa. Hoa tươi không bao giờ có được cái điều đó. Nên em thỏa sức em có thể thử hết tất cả những phong cách, nhưng cuối cùng em dừng lại ở Garden Style thì em vẫn thích hơn, là bởi vì em cảm thấy là một là nó hợp với cái tính cách của mình hơn, nó khá là bay bổng này, lãng mạn này, nhẹ nhàng này. Thứ hai nữa là em cảm thấy cách đây khoảng tầm 5 năm em đã cắm Garden Style, ở hồi đó ở Hà Nội chả có ai cắm cả, và khách hàng thì cũng suốt ngày thắc mắc là tại sao có những cái cảnh này cứ bay lên nó lượn xuống rồi nó cứ lõm giữa thế này. Lúc đó buồn cười lắm, khách hàng cứ thắc mắc các bạn phải cắm tròn 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 thêm vào. Thì em lúc đó em đã nghĩ rằng là cái Garden Style nó sẽ trở thành một xu hướng, bởi vì là sau này ấy, thì mọi người sẽ tìm về những cái gì mà nó gần gũi với thiên nhiên hơn, và Garden Style nó là một cái phong cách như vậy, nó rất là gần gũi, nhẹ nhàng, thân thiện và tạo một cái cảm giác, nó khiến cho mình cảm giác được thả lỏng khi mà ngắm nhìn những cái tác phẩm như vậy. Nó phù hợp với mình, nó phù hợp với cái định hướng của mình trong tương lai nên mình quyết định mình theo nó. Hay quá. Chị muốn hỏi là chị thấy cái phong cách của em á, Garden Style nó khác với là những các cái thiết kế Garden Style khác ở chỗ là em không dùng lá. Qua cái podcast này em có thể chia sẻ tại sao mà các thiết kế của em thì hầu như là không dùng lá. Khi mà tìm hiểu về Garden Style thì có lẽ là cái mà mình không thể không nhắc đến đó chính là cái English Garden Style. Và English Garden Style thì mọi người đều biết là nó sẽ dùng rất là nhiều lá, thậm chí là những cái dòng lá rủ, lá nhiều màu, nhiều form lá, hay có cả lá gia vị vào đó nữa. Thế nhưng mà qua quá trình mà tìm hiểu các phong cách Garden Style thì em cũng có điểm qua rất là thử qua rất là nhiều. Ví dụ như English thích nhiều lá này, rồi là trông cái tính chất là nó sẽ hơi hoang dại hơn, hay là cái cùng là phong cách Garden nhưng là nếu mà là của Hà Lan hoặc là của Nga thì cái màu sắc luôn luôn sẽ rất là rực rỡ, dùng cái màu mạnh rực rỡ nhiều hơn. Thế còn cuối cùng thì em dừng lại một cái phong cách, đấy là khi mà em tìm hiểu về Garden Style nhưng của Hàn Quốc. Đấy là trong quá trình mà em làm việc với những cái tác phẩm hoa của mình ấy, và sử dụng cái bảng màu sắc vào trong áp dụng vào trong thiết kế hoa, thì em có nhận ra một điều rằng là không phải cái màu sắc nào nó đi với màu xanh lá mà nó cũng phát huy tối đa cái vẻ đẹp của màu sắc đó. Có một số màu thì nó sẽ rất là thích hợp và phát huy khi đi với xanh lá, ví dụ như là cam này, vàng này, đỏ này, hay là màu trắng này, trắng xanh lá này, thì những cái màu đó nó kết hợp với xanh lá thì nó hợp, nó đưa ra một cái tổ hợp nó sẽ thuận mắt, nó sẽ mang cái tính thẩm mỹ cao. Thế nhưng mà không phải màu nào cũng hợp với màu xanh lá. Ví dụ như mình dùng những cái tông rất là nhẹ như là tím hồng, tím khói hay là màu cappuccino nhẹ thì rõ ràng là mình đưa cái màu xanh lá vào nó sẽ làm phá cái ý đồ màu sắc mà mình định đưa vào tác phẩm. Khi mà áp cái bảng màu vào thiết kế thì em mới nhận ra được một cái điều như vậy, và em theo đuổi một cái phong cách thiết kế đó là em sẽ phát huy tối đa cái màu sắc trong tác phẩm. Bởi vì theo em thì có hai yếu tố để người ta hấp dẫn cái tác phẩm khi mới nhìn vào. Một là cái form dáng, nếu như form dáng rất đặc biệt, còn nếu không thì nó phải là màu sắc. Màu sắc là một cái tính chất quyết định
cái sự hấp dẫn tiên của cái người thưởng thức khi mà nhìn vào tác phẩm đó, nên em chú trọng rất nhiều vào màu sắc của mình. Thế nhưng mà em nói đến cái phong cách Garden Style là phong cách mà nó gần gũi với thiên nhiên đúng không? Nó tạo cho con người Vâng. ta cảm giác rất là thư thái, bay bổng, nhẹ nhàng. Vậy thì mà Đúng. thiên nhiên thì ở bên ngoài cây hoa nó đều có cái màu lá, cái thân của nó cũng là màu xanh rồi. Thì cái việc là em không đưa lá cây vào trong hầu hết các cái tác phẩm của mình ấy, em có nghĩ là nó mất đi cái sự tự nhiên không? Em thì em cho rằng là nó còn tùy thuộc vào việc là mình đặt cái tác phẩm nó vào đâu và cái ý đồ về về cái nghệ thuật cho cái tác phẩm nó như thế nào. Bởi vì là những cái dòng tác phẩm Garden Style của em thì nó hơi thiêng vào cái tính art một chút, tức là nó hơi hình nghệ hơn một chút xíu. À, vì thế nên thông thường bao giờ em cũng kết hợp những cái tác phẩm của em với một là những cái bách nó sẽ hơi vẽ nhẹ một chút xíu, nó có những mảng màu loang, nó đi với trong cái không gian đó và nó hợp với cái màu sắc của hoa. Ngắm hoa thì không chỉ ngắm riêng cái tác phẩm hoa đó mà đặt trong cái không gian nào nó mang lên cái nó miêu tả được cái tính chất hay là cái tinh thần mình muốn gửi đến ra sao, thì cái sự hòa hợp với thiên nhiên của em nó không quyết định ở việc là nó có lá xanh hay không, mà mình vẫn cảm thấy những làn gió thổi, mình vẫn cảm thấy những cái cành hoa bay bổng và mình vẫn cảm thấy sự lãng mạn rất là nhiều. Tất cả mọi người nhìn vào đều thấy là wow, nó rất là lãng mạn, nó rất là tự nhiên, thì nó nằm ở cái dáng hoa, cái cách mình đi cành hoa, chứ nó không nằm ở vật có lá nữa. Ok. Nhưng mà chị vẫn thấy là có một số tác phẩm mà em dùng lá nhưng mà nó lại chuyển màu sang cái màu mà cùng tông với là hoa của em nữa. Đúng rồi ạ. Nên là nếu mà cái nào mà em nói em vẫn dạy cả English, mà em vẫn có những tác phẩm dạy cả English thì em cũng có đi lá. Nhưng mà có Ok. những cái mà thuộc dòng 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 Hàn mà em cắm lá thì bao giờ cái lá cũng là nằm trong một cái mảng màu mà em đưa vào. Ví dụ như nếu em có đưa lá xanh ấy, nó phải có hoa xanh, nó có hoa xanh nhí, nó có hoa xanh chuyển màu xanh đậm nhạt, có thể nó có cả quả xanh nữa luôn, chứ nó không phải chỉ là một nền lá xanh đi với một màu hoa khác. Hoặc là ví dụ như là những cái tác phẩm mà mình cắm cái màu màu mận chín, hoa màu mận chín, thì mình có thể đi với lá đỏ, em có đi với lá đỏ, em có ý đồ như vậy ạ. Rồi, ok. Có nghĩa là theo như chị hiểu qua cái sự giải thích của Huyền là mình sẽ tập trung đánh cái bảng màu cho nó nổi bật và nó thu hút cái người xem nhiều hơn đúng không? Đấy, thế cho nên là chị mới thấy là nó rất là thú vị khi mà mời em phỏng vấn, bởi vì chị rất là muốn tìm hiểu là tại sao mà Huyền lại không 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 sử dụng nhiều lá trong cái tác phẩm của mình mà chủ yếu là dùng hoa nhiều hơn. Thì là mọi người cũng sẽ biết thêm được cái ý đồ trong những cái tác phẩm của Huyền và tạo ra được cái sự khác biệt. Đó là đi theo phong cách garden style nhưng mà lại không sử dụng lá mà chủ yếu là tập trung vào những cái bông hoa ở những cái giai đoạn nở khác nhau đúng không? Đúng rồi, tạo ra những cung cảnh khác nhau, giai đoạn nở khác nhau và chơi cái màu sắc của nó thôi. Và rất là trộm vía là khoảng tầm 2 năm trở lại đây, khi mà em mới bắt đầu mà cắm hoa tươi để làm quen với cái thị trường hoa tươi, với những cái người chơi hoa tươi, thì cái trào lưu mà cắm không lá của em đầu tiên thì mọi người rất là ngạc nhiên, nhưng đến bây giờ thì đang được học theo rất là nhiều. Nó tạo thành một cái trend ở đây, một cái trend ở Hà Nội mà trong hội những người cắm hoa tươi, các chị rất nhiều người bây giờ đã cắm những cái cành hoa không hề có lá nữa. Nó đang trở nên rất phổ biến ở đây. Thế thì sau đây có một cái phần challenge cho Huyền, đó là cắm garden style mà chỉ dùng lá không, không dùng hoa, Cũng xem sẽ như thế nào. được ạ. Theo Huyền thì cái hành trình sáng tạo của em đến với cái phong cách này á, những cái yếu tố nào giúp cho em duy trì và phát triển được cái sự sáng tạo trong khi mà rất nhiều người sẽ lặp đi lặp lại, hầu như là mọi người nói đến garden style thì sẽ nói đến ví dụ như thể là hoa sẽ phải bay sang hai bên, hình chữ L, hình chữ V, rồi có độ nông sâu hay là có những kích cỡ hoa khác nhau, làm thế nào để mình khác biệt đi ngoài cái việc là sử dụng nguyên liệu và màu sắc. Nó là cái việc tự học hàng ngày nữa. Đấy là mặc dù là mình vẫn dạy hàng ngày nhưng mà bản thân mình cũng không phải không ngừng học hỏi. Tức là em vẫn liên tục phải cập nhật trên thế giới là
các anh chị đi trước hoặc là những cái florist lớn trên thế giới họ đang cắm cái gì để mình hàng ngày mình học được một chút xíu gì đó mình cảm thấy nó phù hợp với phong cách của mình để nó nhặt vào. Chẳng hạn như là mới đây chỉ khoảng 2 năm trở lại đây nó có một cái dòng rất là mới mới ra đời luôn, đó là cái dòng art nhưng lại không phải là cắm tạo hình tạo khung nhiều như như là những cái tác phẩm mà mình cảm thấy là mình đi dự thi mình đan tết khung vân vân, mà nó art theo kiểu là cắm những cái nguyên liệu nó rất là quen thuộc nhưng mà tìm kiếm những cái form dáng mới và nâng cao, đẩy rất cao cái giới hạn của khả năng sáng tạo lên. Thì hiện tại sau một khoảng thời gian em tìm hiểu về cái phong cách dòng dòng cắm đó thì em đang đưa vào để giảng dạy cho những cái học sinh mà học cá nhân, và em cảm thấy rất là hay rằng là như này, sau khoảng một khoảng thời gian người ta học garden style sau đó chuyển sang học art quay lại cắm garden style thì tự mình sẽ có được rất nhiều những form dáng vô cùng mới lạ, không giống với bất kỳ một ai hết, không giống với bất cứ một cái garden style nào theo kiểu là phải có những cái form dáng nó kinh điển này kia, mà tự mình sẽ sáng tạo nên phong cách mới qua cái kiểu học như vậy. Là em đang tìm hiểu thử nghiệm và em cảm thấy nó rất là thành công. Huyền có nhắc đến cái phần hai cái từ đó là học art. Học art là cái gì? Em có thể nói rõ hơn một chút không? Nó sẽ hơi khó để miêu tả bằng từ ngữ bởi vì thực ra nó là cái cách mà em sẽ dạy cho học viên cái cách mà họ làm sao có thể sáng tạo đẩy cao nó lên, phá vỡ những cái cũ. Những cái đầu tiên học Garden Style thì phải là đi bước 1 này, A B C D, cảnh thứ nhất đây, cảnh thứ hai đây, cảnh thứ ba ở đây, sau đó đến những cái bông nào được tự do, bông nào được bắt buộc. Thế nhưng mà đến khi học art ấy thì em sẽ bảo quên hết nha, quên hết tất cả bài từ trước đến nay cho bây giờ. Bởi vì sau khoảng một khoảng thời gian học garden nó ngấm về lớp hoa rồi, tự bản thân khi mà đưa những cảnh hoa ra có sự bay bổng rồi thì mới có thể học được art. Thì lúc đó là em sẽ bảo bây giờ quên hết những cái kia đi, sẽ có những cái kiểu để đặt cảnh như thế nào, sẽ có những cái kiểu để đi lớp như thế này. Thì sau khoảng 3 đến 4 buổi gì đó học art thì em cảm thấy học học viên tiến bộ rất nhiều về cái việc sáng tạo form dáng. Ngay kể cả bản thân em khi mà em tập cắm cái kiểu cắm art thì em cũng cảm thấy là mình được nâng cao rất nhiều về khả năng sáng tạo. Và cái dòng đó thì em tìm hiểu em thấy nó mới lắm luôn, chỉ khoảng 2 năm trở lại đây nó xuất hiện rất là nhiều. Có phải là cái mà em nói là nó chuyên về cái abstract không? Gần là như thế, và sử dụng những nguyên liệu sáng tạo hơn, những cái form dáng sáng tạo hơn, thậm chí là kể cả là nguyên liệu nó không mới luôn, những nguyên liệu vẫn vô cùng là dễ kiếm, những nguyên liệu cực kỳ là quen thuộc. Nên là em đưa cái bài art vào với cái học sinh của em Hà Nội thì em luôn luôn đưa những cái bài mà sao cho nguyên liệu ở nhà đầy, ví dụ như là hồng mỗi hồng không, ví dụ như là thạch thảo mỗi thạch thảo không, cúc không cũng có luôn, vẫn có thể cắm được đẹp. Em toàn đưa những nguyên liệu nó thực sự rất quen thuộc nhưng nó chỉ bí quyết ở đây là cách mình tạo form dáng cho nó vào lớp của nó mà thôi. Vậy thì học art có nghĩa là mình sẽ không học những cái có sẵn nữa mà mình sẽ phải thay Chính xác, đổi cái không có cách một cái khuôn nào approach nữa. nữa luôn. Rồi, ok. Vâng, chính Hay xác, xong lại quá. quay lại với garden sẽ thành áp dụng vào garden nó rất là hay. Chị không hiểu chị sẽ hỏi ha. Bởi vì là như thế để cho những người mà ở bên ngoài nghe cái hội thoại của chị em mình cũng sẽ hiểu sâu hơn về những cái mà mình đang nói. Có cái khách hàng nào mà đến với Huyền mà yêu cầu một cái phong cách khác không? Phong cách khác thì thật ra là có dạy nhưng mà gần như là mọi người bị choáng vì là mọi người thích khi mà em đưa nhá, bao giờ cái buổi đầu tiên mà học ấy bao giờ em cũng đưa một loạt 10 phong cách với các kiểu các cái ảnh em đã sưu tầm, em giới thiệu hết tất cả những đặc điểm của phong cách đó, sau đó em hỏi thích học cái gì em có thể dạy, cái gì em cũng có thể dạy được. Nhưng cuối cùng mọi người Ok. 100% đều không, chị thích cái này Nó đang xu này hướng quá. chị thích cái này này nên là 100% là các chị là đều chọn garden style của em để học cả. Rồi sau đó thì có thể học học em bảo là thế học học chán thì học còn 10 buổi 15 buổi chán là sang phong cách khác, nhưng mà thật ra học thế vẫn chưa chán, rồi học nữa học mãi vẫn thế, học hết cơ bản rồi thì học lại đến nâng cao rồi học với nhiều cái nguyên liệu khác nhau nên là nó ra vô vàn bài mà vẫn hay. Nên là có dạy một số cái khác như là cái cắm tiệc theo kiểu đơn giản hơn thì sẽ cắm tropical style, thì có dạy cho một số chị cái đó, hoặc là có dạy boho style cho một số chị để coi những cái góc sinh nhật gì gì đó kiểu đó, thì em vẫn có dạy nhưng mà nó sẽ không nhiều như là garden style. Thường thì về màu sắc thì em sẽ lấy cảm hứng ở đâu cho những cái tác phẩm Garden Star của em? Các cái hình ảnh của em chẳng hạn nhé, em đi chơi với cả bạn bè cái thứ em đăng ở trên Facebook, hay là kể cả những bộ quần áo mà em may cho show chẳng hạn, chị cũng thấy là ô những cái màu sắc rất là dễ thương và rất là tươi mới á. Thì đúng là cái ấn tượng của chị về Huyền là
cái sự tinh nghịch, cái sự gọi là hòa quyện giữa cái những cái màu sắc nó rất là hiệu quả. Thật ra thì nếu mà là cắm hoa tươi thì nó không có nhiều sự lựa chọn như vậy, mà bởi vì hoa tươi là tự nguyên liệu nó đưa đến cho mình thôi. Thật ra là ngày đó, ngày hôm đó nó sẽ có những cái loại hoa này, loại hoa này, loại hoa này, là mình nhảy số ngay là mình sẽ cắm cái màu này, màu kia kết hợp với nhau. Thì cái đó nó không cho mình nhiều sự lựa chọn lắm. Kể cả là mình có muốn cắm cái màu này nhưng ngày hôm đó cái kho hoa hoặc là cái nguồn hoa của mình nó không có màu đấy thì mình cũng cũng chịu, không thể nào làm được như là ý mình mong muốn. Mà thật ra với hoa tươi là mình lựa theo hoa thì nhiều hơn là mình được lựa chọn nhiều. Thế còn một số những cái màu sắc mà lạ lạ mà em đưa vào thì nói như thế nào nhỉ, chẳng qua là cái sự mình gọi là mình nghịch ngợm với cái bảng màu thôi, mà là mình cắm chán những cái màu nó bắt theo nó nhẹ nhàng thì mình chuyển sang cái màu đậm hơn, mình thử nghiệm nó coi sao, rồi mình có nhiều cái thời gian để mình thử nghiệm rồi mình thích nó mà, nên là cứ mỗi một ngày thì mình cứ thử những cái mới xem là cái màu này với màu kia nó kết hợp với nhau như nào, nên gần như chả có cái màu nào mà mình không thử cả. Ngoài ra thì có thể sẽ một cái cảm xúc về mùa, về thời tiết, chẳng hạn như là cái mùa hè thì mình sẽ đưa cho mọi người những cái màu nó dịu nhẹ hơn một tí xíu, ví dụ như là màu trắng xanh nó nhẹ nhẹ nhàng nhàng, hoặc là những cái màu hồng nhẹ thôi. Nhưng mà bắt đầu đến mùa thu rồi thì gần như là em sẽ đưa vào những cái tác phẩm mà màu cam, màu vàng, những màu rực rỡ hơn. Còn đến mùa đông thì Hà Nội nó rất là nhiều cái hoa thực dược hoặc là hoa violet, những cái màu của Tết đấy ạ, thì mình sẽ cắm những tông màu nó rực rỡ. Vậy thì cái thời tiết này, cái những loại hoa địa phương và cái mùa nó ảnh hưởng rất nhiều đến cái màu sắc của thiết kế của giai đoạn đó. Cách mà Huyền chia sẻ thì cái cảm hứng có vẻ như là lớn nhất, đó là cảm hứng là mình đã chán với những cái màu sắc mà nó đã cũ rồi đúng không? Thế nên là mình Đúng phải rồi. thử nghiệm những cái mới. Hay, cái đấy rất là Đúng rồi hay. ạ. Và tự mình tạo ra các cái màu mới. Rồi. À, một thứ mà nó có vẻ không liên quan đến hoa lắm nhưng mà nó lại liên quan mật thiết đến cái việc tạo ra tác phẩm hoa, đó là những cái bình sử dụng trong những cái tác phẩm của em. Thì chị thấy là em là một trong những người mà sử dụng rất nhiều những kiểu bình, loại bình khác nhau, từ các loại men lam hay là những các loại gốm, hay là nói chung là em thử nghiệm và chị cũng rất là thích những cái TikTok video của em ấy, những cái Vâng. video mà ngắn ngắn của em ấy, thì nó cũng đưa lại cho những cái người xem rất là nhiều những các cái cách kết hợp hoa với bình khác nhau. Vậy thì cái lời khuyên của em cho các bạn khi mà các bạn mới bắt đầu cắm garden style thì cái lựa chọn bình như thế nào để cho nó phù hợp? Dạ, nếu như với những bạn mà bắt đầu theo đuổi cái phong cách này thì lời khuyên sẽ là cái loại bình dạng cup, ly cup ạ. Nó sẽ là phù hợp 100% với cái phong cách garden style này, và nó sẽ làm cho cái phong cách cắm hoa này nó phát huy được tối đa cái vẻ đẹp của nó. Là những cái bình mà dạng ly đó chị, dạng ly cúp ấy ạ, chắc chắn là 100% sẽ đẹp. Và độ to của mới bắt đầu thì hãy chọn những cái bình nó đừng to quá, miệng nó chỉ rơi ở tầm khoảng 9-10 cm đến 15 cm là tối đa thôi. Vì sao? Bởi vì cắm garden style này thì nó tốn vô cùng nhiều hoa luôn, nên là nếu Đúng mà rồi. chọn một cái bình miệng siêu rộng như vậy thì tốn hàng hàng ôm hoa lớn thì mới có thể lấp đầy được cái bình. Vì thế nên là với một lượng hoa vừa phải, mà thông thường chúng ta cắm tại nhà thì phải chọn một cái bình miệng cỡ nhỏ khoảng 10 cm là đẹp, và đẹp nhất sẽ là trên dáng ly, Ok. là hai cái lời khuyên của em chắc chắn là 100% là trúng luôn và đẹp luôn. Ok, cảm ơn Huyền, hay quá. Cái câu chuyện trớ trêu nhất mà em gặp phải trong cái quá trình làm hoa của em này. Cái trớ trêu nhất thì bởi vì em là một cái nhà thiết kế mà, nhưng mà lại cái sản phẩm thương mại của em thì có rất là nhiều rồi. Bởi vì em làm in bloom thì em có cực nhiều sản phẩm thương mại, nên là cái mà em cảm thấy mà bất cứ ai cũng giống như em gặp phải cái câu chuyện đấy, chính là mình tâm đắc với một cái tác phẩm của mình, nhưng mà khi mình đưa ra bán ấy thì là cái người thưởng thức, khách hàng họ không có thưởng thức được hết cái vẻ đẹp của mình, và họ có những cái can thiệp, những cái chỉnh sửa mà nó sẽ rất là củ chuối vào đấy. Nhưng mà bởi vì là mình làm thương mại mà mình vẫn phải chấp nhận thôi, mình vẫn phải cắm những cái bông hoa nó trông nó rất là không liên quan vào đấy thôi. Và Rồi. cái hồi đầu khi mà mới làm thì mình cố chấp lắm, mình cứ tư vấn rất là hăng,
giải thích rất là hăng, là nó chị ơi nó phải phải như này nó mới đẹp này, như này như kia nó mới đẹp. Nhưng bây giờ thì sau một quá trình quá dài rồi mình làm việc với dòng hoa thương mại rồi, mình rút ra một cái kết luận rằng là nếu như khách hàng họ mà đã thưởng thức được cái vẻ đẹp tác phẩm của mình ấy thì họ không cần chỉnh sửa gì cả. Nhưng nếu như họ đã có cái can thiệp chỉnh sửa thì tức là họ không thưởng thức được cái vẻ đẹp đấy rồi, thì tốt nhất là nên chiều theo cái ý kiến của khách hàng mà đừng mất công nhiều vào cái việc mà tư vấn với lại là lái lại họ theo theo cái tác phẩm ban đầu. Tốt nhất thì chiều cắm vào đâu thì là em cắm vào đấy cho chị, miễn là chị ưng ý với cái tác phẩm đó thế thôi. Thế đấy là cái kinh nghiệm mà sau khi em rút ra được một một quãng thời gian rất là dài em làm việc với dòng hoa thương mại thì bây giờ nó là như thế. Đúng là phải có kinh nghiệm đấy, đúng không? Đúng rồi, em còn trêu các bạn ở cửa hàng em, những bạn florist cửa hàng em bảo là thôi đừng 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 quá chú trọng vào cái việc phải phải thuyết phục họ quay lại với cả cái lý của mình khi đưa ra tác phẩm đấy, bởi vì không phải ai cũng thưởng thức được như thế. Nếu cái tầm thưởng thức mà họ muốn như thế này thì tốt nhất là kể cả là cắm ngược cành hoa vẫn được, nhưng mà miễn sao là họ cảm thấy họ rất là yêu cái tác phẩm họ mang về, họ rất là yêu bình hoa của mình thì thế là mình thành công rồi. Họ cảm thấy yêu nó, họ ngắm, họ thấy sung sướng, thế là được rồi. Thế này đã thành công rồi. Thế bây giờ tiếp đến đó là một cái câu chuyện happy ending mà em nhớ nhất trong cái hành trình sự nghiệp của em đến hiện tại là gì? Khó nhỉ. Thực ra nó có nhiều cái duyên gặp gỡ này, gặp gỡ rất là nhiều người, có rất nhiều sự kiện xảy ra, bởi vì nó gần 10 năm rồi thì nó có nhiều sự kiện xảy ra lắm. Thế nhưng mà có lẽ là gần đây đi thì có một cái duyên mà em nghĩ rằng là đến bây giờ em cũng cảm thấy mình rất là may mắn. Đấy là khi mà em mới bắt bắt đầu bước chân vào cái mảng hoa tươi thì em gặp rất nhiều khó khăn, là bởi vì gần 10 năm em cắm hoa lụa mà em có rất là ít cái tác phẩm hoa tươi để em sâu ra với cả là cái mảng hoa tươi này, nên gần như em bắt đầu lại từ con số 0 luôn. Em là một người mới luôn ấy, khi mà em mới đưa cái tác phẩm ra thì em mới cắm từ đầu. Em có hai người học trò mà ủng hộ em cực 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 nhiều để đến bây giờ để có cái tiếng vang trong ngành hoa tươi này, đó là bạn Hoàng Yến là một bạn mà bạn ấy có một cái shop bán gốm, và bạn Ti là một bạn chuyên gia make up nhưng mà bạn lại chụp ảnh cực kỳ đẹp và nổi tiếng trong cái cộng đồng hoa tươi. Và hai cái bạn này thì bạn ấy coi em như một cái người sư phụ mà bạn ấy cả suốt cả cái mùa hè vừa rồi, chị có thể tưởng tượng là những cái ngày mà em đi giảng nó nắng nóng 40 độ như thế, mà một bạn thì từ Bát Tràng sang, một bạn tít tận Hà Đông sang, mà chúng nó vẫn đi theo em cả một ngày luôn, ở cạnh nhìn em dậy, chỉ có vậy thôi, và chụp ảnh cho em bởi vì quá mê, quá thích cái phong cách này, và Thích nhỉ. giúp cho em cực kỳ nhiều trong việc kết nối tất cả những cái người yêu hoa khác, hay là Pi giúp cho em cực kỳ nhiều trong cái khoản là chụp, chị Huyền ơi chụp ảnh như thế nào nó mới đẹp, cái tác phẩm garden này của chị điểm mạnh điểm yếu về ánh sáng, bố cục ánh sáng ra sao, và Pi chụp ảnh cực kỳ đẹp rất nổi tiếng. Và em có hai cái người đệ tử như vậy, nên là chỉ trong một khoảng thời gian ngắn là từ khoảng tháng 2 cho đến bây giờ là mới có tháng 9 thôi mà cái lớp học cắm hoa tươi của em rất là nổi tiếng và rất được rất rất là nhiều người yêu mến, bởi vì cái sự giúp sức của hai cái mối nhân duyên này mà em cảm thấy mình không hiểu nổi là tại sao tự nhiên lại có những cái mối quan hệ đưa đến cho mình mà nó tuyệt vời đến như vậy. Thì có lẽ trong 10 năm thì cái khoảng thời gian này em cảm thấy mình may mắn nhất khi mà gặp được hai bạn ấy. Bởi vì chị nghĩ là Huyền cũng là một người tuyệt vời mà. Thế cho nên là cái việc là cái người đồng hành đi cùng ấy, người ta có cùng cái giá trị ấy, thì người ta sẽ đi chung với mình được lâu hơn. Chị cũng rất là thích những cái sản phẩm của em làm này, hay là cái cách mà em, thậm chí là em đồng hành cùng với show nhà em, chị cũng rất là phục. Thế cho nên là mới mời em hết lần nọ đến lần kia đúng không, để tham gia với chị. Cho dù là chị em thì cũng chỉ quen nhau ở trên mạng thôi đúng không, nhưng mà rõ ràng là em cũng Chưa được có làm sao bao giờ. những cái sự ảnh hưởng nhất định trong cái cách làm việc của em ấy, rồi là cái cách em lan tỏa đến những người xung quanh, chị thấy nó rất là tích cực, thế nên là chị thích. Chị thì về Garden Style thì chị chán lắm, chị còn phải học dài dài. Chị chỉ chuyên cái của chị thôi. Em học được chị nhiều lắm, em cũng học chị, nhất là cái mà parallel song song là em xem rất là nhiều tác phẩm của chị cắm và em học được của chị rất là nhiều. Em thấy cái sự sáng tạo, trước đây em xem lần đầu tiên xem tác phẩm của chị em đã wow, sao Việt Nam lại có cái chị cắm đẹp như này nhỉ, mà sáng tạo thế. Thế là sau đấy thì em follow chị và em học được của chị nhiều lắm. Song song thì bởi vì chị đang viết một cái cuốn sách về parallel ấy đó, thế cho nên là chị cũng cắm nhiều hơn, chứ thực ra là chị cũng không phải là chỉ chuyên về cái parallel, chuyên về hình khối với là các cấu trúc nhiều Hình khối hơn, đẹp bởi vì là ở trong vườn ấy nó cũng hạn chế, ví dụ như
nếu mà làm cấu trúc đẹp thì hoa nó cũng phải có cần nhiều dáng đặc biệt ấy, mà hoa trong vườn Đúng thì rồi, toàn đúng rồi. kiểu dáng thẳng, thế nên là mình cũng phải nương theo cái nguyên liệu. Cảm ơn em đã chia sẻ chị cái câu chuyện của hai bạn học viên của em ha. Câu hỏi tiếp theo nữa nhé, đó là ngoài giờ làm việc thì Huyền thích làm gì? Ngoài giờ làm việc thì em có cái sở thích đấy là em may vá. Em thích may vá và nấu nướng là hai cái mà em thích nhất. Em nữ công gia chánh nhỉ, cắm hoa rồi may Vâng, em thích, vá em thích. nấu Em thích, em học nấu nhiều món, em nấu được nhiều món lắm, kể cả món ok. Trung này hay là món Âu này, rồi món Thái Lan này, rồi nhiều lắm. Em Thế thích là nấu ăn được ăn, cả rồi cay món, à? ôi em ăn cay siêu cay luôn, vì em mê món Trung, món món Tứ Xuyên lắm. Vì Ok. em quê gốc là em ở Điện Biên mà lên Tây Bắc thì ăn được cay là chắc chắn rồi. Em nấu nhiều món Tây Bắc nó có những cái gia vị như là hạt mắc khén này, là ớt nhiều ấy, thì em quen ăn từ bé rồi mà. Ngoài ra thì em còn may nữa, nhưng hầu như là đồ em mặc toàn là em may, may hai mẹ con, ít khi em mua, chỉ Ồ trừ thế ra những á. cái dáng, những cái dáng nó phức tạp quá, như là dạng như kiểu cổ Đức hay là vest hay là dạng dạng mà nó may nó phức tạp quá thì thôi em mua, chứ còn những cái còn lại em toàn tự may hết. Ok, em nghĩ gì về cái phong trào Garden Style ở Việt Nam? Em thấy rằng là cái mảng nào nó cũng có cái phong trào cả, và nó cũng có cái thời gian nó gọi là cái cao trào của nó. Nó có đi xa được nữa không, hoặc nó kéo dài lâu không, thì còn rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến nó, yếu tố từ trend của thế giới, rồi của các cái florist mạnh của Việt Nam, hay là các cái shop hoa lớn, nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cái trend cắm hoa chung ở Việt Nam. Thế nhưng mà theo như em thấy thì cái trend garden style thì nó đang khá là phổ biến và nó đang rất là hot ở Việt Nam từ khoảng tầm 2 năm trở lại đây. Nó rất là phổ biến, và đến giai đoạn này thì gần như nó đang là một cái gì đó đang rất là hot và mọi người đang rất là yêu thích nó. Bởi vì là hiện tại thì mọi người đấy, xu hướng thì bỏ phố về quê về rừng này, rồi là xu hướng trồng sân vườn trên trồng vườn trên sân thượng này, tự trồng cây trồng hoa tại nhà này, tự làm những cái ABCD DIY này, thì garden style nó cũng là một trong những cái xu hướng đó. Nó dễ hiểu, quá dễ hiểu khi mà tự nhiên nó được yêu thích đến như vậy, bởi vì tất cả mọi thứ xung quanh thì nó đến cái giai đoạn mà để cho những cái style như này nó được phát triển. Theo em nghĩ thì cái trend tiếp theo mà riêng cho cái phong cách Garden Style 2024 sẽ là gì? Thường thì ví dụ như thế là mình làm hoa thì mình sẽ phải đoán trước được cái hai mùa tới nó sẽ là cái gì đúng không? Để mình có cái xu hướng phát triển sản phẩm dịch vụ của mình. Thì theo em thì bởi vì là em là những cái người mà nó đi rất là khác so với là cái thị trường còn lại ấy. Kể cả là phong cách Đúng rồi. Garden Style thì em cũng đã thay đổi về cái phần gọi là bảng màu này, chơi nghịch ngợm Vâng. với màu sắc này, hay là không sử dụng lá mà tập trung vào hoa là chủ yếu đó, thì những cái đấy là những cái khác biệt rồi, kể cả là trong cái phong phong cách Garden Style thôi cũng chị cũng đã nhìn thấy được cái sự khác biệt của em, thế cho nên là biết đâu em lại là cái người mà chia sẻ được cái xu hướng tiếp theo cho 2024 dành cho cái mảng Garden Style. Nếu như mà là về 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 gọi là xu hướng lớn thì có lẽ là em còn rất là nhỏ bé để có thể có một cái câu gì đó mà nhận xét, hoặc là tiên đoán cho xu hướng lớn. Nhưng nếu mà nói về riêng với bản thân em đi tiếp của Garden Style này, thì với em năm tới nó sẽ là đa dạng hơn về cái vật liệu cắm, tức là ngoài việc cắm bình, cắm lọ, cắm giỏ như năm nay, thì cắm rất là nhiều, năm tới em sẽ đưa vào cắm những cái, nó là những cái phần vật liệu cắm, nó bình lọ gì đó nó sẽ khác, thì nó sẽ mới mẻ hơn, nó cắm trên những cái khác lạ, cái mới đi, cắm trên giày, trên ủng, trên thang, trên cái gì gì đó, tóm lại là em sẽ đa dạng phong phú về cái phần Kết bình hợp. lọ đi, để cho, vâng, nên để cái phong dáng kết hợp vào, em sẽ kết hợp rất nhiều những cái sáng tạo vào cùng với Garden Style để nó đưa ra những cái mới. Thứ hai là em sẽ đưa cái dòng quả vào nhiều hơn. Bởi vì vừa rồi, cái năm vừa rồi, 2 năm vừa rồi thì em khai thác cái hoa rất là nhiều rồi. Năm tới em sẽ đưa những cái dòng quả theo mùa vào cùng với cái phong cách cắm này. Hay quá. Rồi, cảm ơn Huyền. Thử dự đoán xem như thế nào đúng không? Biết đâu 2024 lại trúng trúng tủ của Huyền. Đúng không? Em vẫn học mà, học học thế giới thôi, để xem là như nào, mình cũng học theo, mình nhỏ bé lắm. Đấy, hỏi về cái trend xong rồi bây giờ chị nhận ra là cái câu tiếp theo là sự sáng tạo về Garden Style của Huyền Nguyễn sẽ là gì đấy. Thế nhưng mà em cũng đã trả lời rồi đúng không? Như thể là Huyền nói thì hoa Garden Style nhìn có vẻ là nó rất là thoáng đãng đúng không?
thế nhưng mà lại rất sử dụng rất nhiều hoa, rất nhiều nguyên liệu bên trong một thiết kế hoa. Rõ ràng là nó cũng sẽ rất là mắc tiền để mà, Đúng rồi, vâng ạ, đúng đúng rồi. không? Đó. Vậy thì năm năm tới đây cái nền kinh tế nó sẽ rất là khó khăn. Vậy thì nó có phù hợp với cái bối cảnh tiêu dùng của năm 2024 hay không? Hoặc là em nghĩ là cái bối cảnh tiêu dùng ấy để mà sử dụng cái phong cách này nó còn có phát triển hơn nữa không? Em nghĩ là nó sẽ có ảnh hưởng nhưng không ảnh hưởng quá nhiều đâu, bởi vì thật ra thì những cái hoa đắt ấy, thông thường nó sẽ là những cái hoa nhập khẩu, thì là những cái dòng hoa đắt. Nhưng mà trong một cái bình mình cắm ấy, thì gì nhỉ, nếu như mà mình là dòng thương mại mình bán ra, mình mới quan tâm nhiều đến cái phải có những cái bông như tulip, phải có những cái bông như một hai bông diên vĩ, một hai bông tulip, phải những cái cành hoa hạnh phúc, những cái cành nhập khẩu nó đắt đắt một chút xíu như thế. Nhưng mà khi mà em dạy cho học viên học cắm tại nhà, em không dạy như vậy đâu. Em bảo garden style là gì, là trồng một vài bụi hoa trong nhà, ngày hôm nay nó nở hoa gì này, có thể nhặt vào cắm vào đấy thì tạo ra một cái bình hoa của riêng mình có thôi, vì ngày hôm đấy nó nở là của nhà mình nở, thế nhà khác chưa chắc nó đã nở như vậy, thì mình có một cái bình hoa nó vừa độc, nó vừa hay, nó vừa xinh, và kết hợp với những cái loại hoa mà dễ tìm, dễ bán theo mùa như vậy, thì nó sẽ không quá là đặt nặng cái vấn đề kinh tế trong một bình hoa, và nó không quá ảnh hưởng bởi cái yếu tố kinh tế đâu ạ. Bởi vì là mình cắm đẹp, nhưng mà có nhiều cách để cắm đẹp, nó không nhất thiết là phải dùng nhiều hoa nhập thì cái bình hoa của mình nó mới đẹp được. Và có những cái buổi mà em vẫn mua cả cái chậu cúc hay là những cái chậu hoa mà cái mùa đó đang rẻ, em để vào phòng này, các chị vừa ngắt luôn, những cái bông nào nở là cắt luôn trên trên cái bồn nó cắm vào, còn những cái bông còn lại nó vẫn cứ nở ở trên chậu thôi mà. Nhiều học sinh á, nhiều học sinh có vườn lắm, cắm đẹp lắm, bởi vì cứ hai ra vườn hái thôi mà. Rất là hợp lý. Trong quá trình em làm, em cũng nói là em làm cũng được gần 10 năm rồi đó. Đâu đó thì chắc là chị em mình cũng xem cái thời gian vào vào lĩnh vực hoa nghệ thuật này với nhau đấy. Thì Vâng em ạ. có thể chia sẻ một số những cái thách thức em gặp phải trong công việc hay không? Em vượt qua nó như thế nào? Cái thách thức lớn nhất đầu tiên mà em vấp phải khi mà bắt đầu vào vào năm nay à? Vào năm nay thì đó chính là đưa cái hoa tươi, đưa cái dòng garden style hoa tươi nó vào về về phổ biến hơn để mọi người biết đến như bây giờ. Thì nó cũng nói như nào nhỉ, nó là cái dòng kén kén người chơi, kén người thưởng thức, vì nó cũng còn khá là mới mẻ, thế nên là mình vẫn phải kiên nhẫn dạy từ những cái học viên đầu tiên của mình, để sao cho từng cái học viên một khi mà họ học mình xong á, họ có một cái kết quả nó tốt, và nó có mọi người có thể nhìn vào cái kết quả đó để mọi người đánh giá được về cái phong cách này, mọi người dần dần sẽ thấy yêu mến hơn khi thấy nhiều người cắm hơn. Thì mới đầu cũng cũng rất là khó khăn, nhưng mà cứ qua cứ dốc hết lòng với từng người một như thế, và phải cực kỳ kiên nhẫn, thì đến giờ phút này mới được nhiều người biết đến và nhiều người đón nhận như vậy. Thì em nghĩ là cái thách thức lớn nhất là cái sự kiên trì của mình đi trên con đường này thôi ạ, bởi vì mới đầu mình khác so với mọi người quá, xong ai cũng bảo là sao nó lại như thế, rồi nhìn nó chưa quen, thế nhưng đến bây giờ rồi thì rất nhiều người đón nhận nó rồi. Thì em nghĩ là cái sự kiên trì đi theo con đường của mình. Đó cũng là một cái gọi là cái gì, cái yếu tố để mà dẫn đến được thành công đúng không? Đó là cho dù vấn đề gì xảy ra thì cũng vẫn phải làm tốt nhất có thể và kiên trì với cái con đường mình đã chọn. Và kiên trì với phong cách của mình nữa, bởi vì có nhiều người, nhiều anh chị đi trước mà làm ngành hoa xong rồi cũng nói với em lúc bảo là hay là mày phải cắm đa dạng lên chứ trông mày một màu lắm, mày cứ này mày cứ cắm cái đấy trông lúc nào cũng như thế, sao không thử cắm những cái phong cách khác đi. Nhưng mà cái quan niệm của em nghệ thuật thì nó không, em không nghĩ như vậy. Em nghĩ là trên một con đường thì có thể chỗ này hoa đẹp, chỗ kia suối chảy dốc rách, thế nhưng mà vẫn cứ phải tập trung vào cái đường thẳng của mình, đi đi đến cùng với nó thôi, chứ không tạt ngang tạt ngửa mỗi thứ vui một tí. Chị nghĩ là cái Kiên một trì màu với cái đấy thì nó cũng không phải dễ để mà được người ta nhận ra đấy là cái của mình, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, nên là đúng nhìn một không? phát biết ngay là mình, đó chính là những cố gắng của mình. Cho dù là một màu nhưng mà nó cũng vẫn là đa dạng phong phú trong cái một màu đấy Đúng để không? cho Chính người ta biết xác, được đấy đi là đến cái cùng phong với cách. phong cách đấy. Ví dụ như chị chẳng hạn nhá, cũng sẽ có nhiều người nói là ôi chị từ cái đợt mà tham gia cuộc thi Singapore Garden Fest đúng không, chị dùng cái vật liệu tương tự đến bây Vâng. giờ sau mấy năm chị vẫn dùng cái vật liệu đấy bởi vì đấy là cái kỹ thuật mà chị tạo ra, Đúng, chị rất là tâm đúng, đắc với đúng, đúng nó ạ. và chị muốn Đúng. cho ở đâu người ta Cũng như cũng em nhìn thấy thấy đâu cái kỹ khác thuật mà. đấy của chị. Mỗi một cái tác phẩm khác nhau, em đều nhìn thấy những cái sự sáng tạo mới của chị vẫn trên cái khung đó, nhưng mỗi lần chị cắm nó đều khác đi, để tìm kiếm những mới mẻ, đúng rồi ạ, em nhìn thấy điều đấy.
Với hơn nữa là nó cũng phải phụ thuộc vào cái mà gọi là cái tài nguyên mà mình có nữa. Ví dụ đi thi Đúng mà ở xa như thế thì chỉ mang được những vật liệu mà nhẹ nhẹ thôi, không thể nào mang được những vật liệu mà gỗ lũa nặng to, rồi nói chung là nó rất là cồng kềnh thì nói chung là nó không khả thi. Thế nên là chị thấy là ok, mình sẽ cam kết với cái mà mình tạo ra và làm như thế nào để mình sáng tạo nhất trong cái khuôn khổ mà mình đã đặt ra giới hạn đấy. Cái việc mà Đúng ạ. người khác nói như thế nào ấy, thì đấy là việc của họ. Đến khi mà mình cứ một màu mà đến lúc người ta nhận ra đấy là Đúng cái phong cách của mình đi, thì mình đã thành công rồi, đúng không? Đúng ạ. Đúng rồi ạ. Vậy thì sau cái cuộc nói chuyện ấy, thì em có thể chia sẻ thêm một chút về cái kế hoạch và cái mục tiêu của Huyền trong năm nay hoặc là những năm tiếp theo hay không? Em có hai cái kế hoạch lớn trong năm nay. Một cái kế hoạch đầu tiên đó là vào tháng 11, cuối tháng 11 tới đây em tổ chức một cái triển lãm hoa tươi. Nó sẽ rất là đặc biệt vì lần đầu tiên tại Việt Nam có một triển lãm hoa tươi mà dành cho cái đối tượng đó là những cái tác giả không chuyên, là những cái học viên ở trong lớp học cắm hoa của em, nhưng các chị làm trong những cái ngành nghề lĩnh vực khác nhau, có thể là làm nội trợ này, kế toán này, hay là nhân viên ngân hàng này, rất nhiều những ngành nghề khác nhau nhưng không liên quan, không làm hoa nhưng mà Hay cắm rất là quá. đẹp và sẽ tham gia cái triển lãm đó, thì sẽ là cuối tháng 11 tới, sẽ làm rất là đẹp và phong cách Ok. garden này. Thế thì Và em đã có lịch các thứ chưa hay là sẽ nó mới có chỉ rồi, là nó vào ngày 25 và 26 tháng 11 ạ. có bao nhiêu tác phẩm tất cả? Dạ có 12 tác phẩm tất cả, và Sâu cũng là một tác giả nhỏ tuổi nhất của triển lãm đó đấy Ôi. ạ. Yêu thế. Toàn tác giả Ok. không chuyên mà. Bây Em giờ đang chị đã... âm thầm chuẩn bị cho cái đó rồi, đang chuẩn bị và Không, thực ra đang bắt là tay vào rồi. cái đợt mà chị làm ở thành phố Hồ Chí Minh ấy thì cũng là chị cũng để cho học viên làm những cái tác phẩm triển lãm rất nhiều. Đấy là một cái cách gọi là đồng sáng tạo rất là thông minh luôn ấy. Bởi vì là nếu mà chỉ có một mình làm triển lãm ấy thì nó không có ý nghĩa bằng. Nói chung là nó có Đúng thể rồi. là đẹp hơn nhưng mà nó sẽ không ý Vâng, nghĩa đúng rồi. bằng. Đúng ạ. Đó thì chị rất là thích cái cách mà Huyền đi theo cái hướng như thế, đồng sáng tạo mà đặc biệt là với học viên của mình luôn, cũng là giúp cho các bạn ấy có cơ hội ấy, đến gần với nhiều người yêu hoa hơn. Bởi vì cái bước bắt đầu là cái bước lúc nào cũng là cái bước thử thách nhất, khó nhất. Bây giờ tôi học xong cắm hoa rồi, hoặc là tôi đã biết có cái kỹ năng này rồi, nhưng làm thế nào để nhiều người biết đến tôi hơn, đó là cái gọi là cái struggle, cái thử thách rất là lớn đối với những học viên học cắm hoa. Thế cho nên Đúng là rồi nếu ạ. mà mình là những người thầy mà mình có thể tạo ra những cái cơ hội ấy cho các bạn thì nó rất là tốt. Còn mục tiêu nào nữa không? Cuối năm nay thì em sẽ ra một quyển sách ạ. Quyển sách của em sẽ là cái quyển sách mà nó có khoảng tầm 7 mẫu hoa cơ bản của Garden Style hướng dẫn cắm Ok. cho người mới bắt đầu, những bạn mà ở xa không đi học được, sẽ hướng dẫn qua sách. Có rất là nhiều plan ha. Năm tới thì nếu mà có cơ hội và có điều kiện thì em muốn tham gia cái cuộc thi tại Singapore. Nhưng đấy là cái kế hoạch xa hơn, em cũng chưa biết được, tùy theo cái điều kiện thời gian, kinh tế và mọi cái của mình mà cho phép, chắc là lúc đó thì mới sẽ phải nhờ chị Rose rất là nhiều để chị hướng dẫn em nếu như em có tham gia. Và đấy chỉ là cái mong muốn, ước mơ của năm tới, còn chưa biết có làm được không. Ok, thế quay lại cái phần podcast này, mục tiêu dài hạn của em là gì? Dạ, mục tiêu dài hạn của em là phát triển cái phong cách của mình cùng với lớp học Smile Class để nhiều người biết đến hơn. Đấy là cái mục tiêu của em. Ok, em có thể nói qua về cái nếu mà cái mục tiêu dài hạn như thế thì em có thể nói qua về cái tệp khách hàng mà em đang hướng đến không? Những ai sẽ phù hợp với cái The New Class của em? Dạ, tệp khách hàng của em đang hướng đến thì hầu như là những cái chị em mà đã có gia đình rồi này, xong sẽ có một cái nguồn thu nhập khá là ổn định rồi, thì họ có cái thời gian họ dành cho cái bản thân mình để họ học những cái kỹ năng để nuôi nuôi cái phần tâm hồn của mình phong phú hơn, thì sẽ là cái đối tượng của cái lớp học của em. Ngoài ra thì cũng có một đối tượng nữa, đó là các bạn trẻ. Các bạn ấy cũng đang trong giai đoạn mà các bạn đã tích lũy rất nhiều những cái kỹ năng sống, thì các bạn ấy cũng là một cái đối tượng mà cũng đang khá là quan tâm đến cái lớp học của em. Hai đối tượng như vậy. Ok. Cảm ơn Huyền về sự tham gia trong buổi phỏng vấn và chia sẻ này nhé. Ngoài những cái câu hỏi mà chị hỏi em ở trên thì em còn muốn chia sẻ thêm gì nữa cho các bạn thính giả? Em nên em không nghĩ là cái gì để chia sẻ nữa cả. Ok,
Ok, cảm ơn Huyền Nguyễn rất là nhiều đã tham gia cái buổi phỏng vấn với kênh Rose Cao Podcast. Hy vọng là những cái mục tiêu mà em đặt ra trong năm nay và những năm tiếp theo thì em sẽ đạt được cái mong muốn mà em đã đề ra ha. Thì em rất rất cảm ơn chị Rose, bởi vì chị là một trong số những cái nhà thiết kế hoa mà em vô cùng yêu mến, và mặc dù chưa gặp nhau nhưng mà chị Rose rất là dễ gần dễ mến và đã có lời mời em 2 lần rồi tham gia cùng với chị. À, thì đầu tiên là xin được cảm ơn chị, và thứ hai nữa là cảm ơn tất cả các khán giả đã nghe cái cuộc trò chuyện của hai chị em, và hy vọng rằng là sẽ có dịp tiếp theo, một dịp nào đó gần được tiếp tục chia sẻ với chị và với khán giả ạ. Ok, cảm ơn Huyền rất là nhiều. Hy vọng rằng kiến thức trong podcast này sẽ giúp cho bạn hiểu thêm về sự thú vị của phong cách cắm hoa Garden Style. Mình sẽ tiếp tục chia sẻ cho các bạn những kiến thức về những cái mảng phong cách khác nhau trong những tập tiếp theo. Nếu bạn là fan của phong cách này thì hãy chia sẻ cho Rose và Huyền Nguyễn biết là cách bạn đến với phong cách này như thế nào, bạn đã thực hành nó được bao nhiêu lâu rồi. Đừng quên kết nối với mình bằng cách đăng ký kênh podcast, và mình cũng chia sẻ song song podcast này trên kênh YouTube chính thức của mình, đó là Rose Gal Flora Design. Điều cuối trước khi kết thúc podcast hôm nay thì Rose chỉ hy vọng là chúng ta hãy bắt đầu trân trọng hơn những giống hoa địa phương, hình thành thói quen sử dụng hoa theo mùa và ủng hộ những phương pháp cắm hoa thân thiện với môi trường. Hãy nhớ rằng đằng sau mỗi bông hoa, đằng sau mỗi thiết kế và đằng sau mỗi con người đều là một câu chuyện rất là độc đáo, đáng được kể và đáng được nghe. Cảm ơn bạn đã lắng nghe Rose Gal Podcast. Hẹn gặp lại các bạn trong tập tiếp theo. Chào tạm biệt.